Muôn nơi muốn đi, chỉ một nơi muốn về. Cuộc sống dẫu bộn bề thì nhà vẫn chờ như thế. Còn gì tuyệt vời hơn khi được massage thoải mái dưới ánh đèn LED hiện đại, gột rửa hết mọi căng thẳng, muộn phiền sau một ngày làm việc dài cùng với bộ sen tắm âm trần cao cấp Enix Sky Pro. Hệ thống đèn LED sang trọng cho không gian tắm đa sắc màu và hiện đại, giúp cả nhà thư giãn tinh thần tối đa. Với bộ sen tắm Enix Sky Pro tích hợp đa chức năng với bát sen, tay sen, mắt massage, chắc chắn là sẽ đáp ứng được rất đầy đủ nhu cầu của gia đình mình. Nếu bạn muốn tắm gội toàn thân thì chọn ngay chế độ full bát sen với 3 mức nước, full thác nước này, full trung tâm và full mưa. Diện tích full phủ rộng giống như là đang được tắm mưa vậy, đem lại cảm giác vô cùng thoải mái cho cơ thể. Phần tay sen được thiết kế nhỏ gọn vừa với tầm tay, với những lỗ thoát nước bằng silicon có độ đàn hồi cao, từ đó thì thoát ra những tia nước vô cùng mềm mại và nhẹ nhàng cho cơ thể, phù hợp tắm riêng từng phần của cơ thể hoặc là rửa tay chân. Đặc biệt, bộ sen tắm còn có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu nhờ công nghệ phun nước từ các mắt massage. Những tia nước mạnh này thì sẽ giúp cho cơ thể tăng cường sức đề kháng này, massage cho cơ thể và hỗ trợ tuần hoàn máu nữa. Nếu bạn băn khoăn rằng bộ sen tắm có nhiều chức năng như vậy thì sẽ khó sử dụng, cũng đừng lo lắng, bởi vì bảng điều khiển của bộ sen tắm này hoàn toàn được thiết kế dưới dạng nút vặn riêng biệt và có các ký hiệu trực quan. Vì vậy nên là dù người lớn, trẻ con hay là người già thì đều có thể dễ dàng sử dụng. Bạn còn có thể điều chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh tùy theo nhu cầu sử dụng. Vì vậy nên việc tắm gội trở nên dễ dàng dù ở trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Đặc biệt là bộ sen tắm này thì còn có van hàng nhiệt để cân bằng nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước sẽ luôn ở trạng thái ổn định, không bị quá nóng hay là quá lạnh gây hại cho làn da. Để có được một vẻ ngoài sáng bóng như vậy thì bộ sen tắm cao cấp Enix Sky Pro đã được chăm chút rất kỹ về mặt chất liệu. Đó là chất liệu đồng thau cao cấp và được mạ thêm một lớp PVD ở bên ngoài. Vì vậy nên có thể tránh được tình trạng là hoen rỉ hay là mai mòn sau thời gian dài sử dụng và luôn đảm bảo được độ sáng bóng. Nhà không phải là nơi chỉ để về, nhà còn là nơi để nghỉ ngơi, để thư giãn, để tái tạo lại năng lượng, để bắt đầu những hành trình mới. Với bộ sen tắm cao cấp Enix Sky Pro, Enix mong rằng có thể đem đến cho bạn một không gian tắm lý tưởng để mỗi giây, mỗi phút bước vào phòng tắm, bạn đều cảm thấy thư giãn và thoải mái. Liên hệ Enix để được nhận tư vấn chi tiết và đặt hàng ngay hôm nay!